Dạ. Nhất là mưa là mưa. Mưa bổ mà. Vâng, như vậy thưa quý vị, hôm nay kênh Khám phá Việt Nam TV đang đến với làng Quạch, đến với hồ kinh doanh Quạch tại Cẩm Hà, Hội An. Chúng tôi sẽ nghe những tâm sự của những người nông dân ở đây về việc kinh doanh và cái sự khởi sắc và cái niềm mong muốn của các hộ kinh doanh ở đây trong mùa xuân sắp đến, trong cái hội chợ sắp đến, cũng như trong cái đón đầu cái việc kinh doanh của năm nay, nhiều chia sẻ của hộ kinh doanh ở đây. Vườn quật của nhà mình là được một năm chưa hả cô? Một năm là bao nhiêu? Dạ ý là từ từ khi mà trong cái quật này cho đến bây giờ nó có trái để bán như thế này á. 14 tháng. 14 tháng hả cô? Mua giống ở trên đó về dạ. Với lùn. Dạ. Chứ ở đây mình không lùn được. Dạ đúng rồi. Dạ mua giống có nghĩa là mua cây nhỏ hả cô? Mua cây to như đây về mình bấm xuống. À vậy hả? To lắm, to cô như đây này, cây to giống không còn đây chứ. Dạ dạ vậy hả? Về là mình cắt tỉa này hả cô hả? Dạ. Dạ vậy hả? À như vậy là vườn của mình là chuyên tỉa khi mua mua về từ cái một cái hồ kinh doanh khác. Cái này cũng có này. Dạ à cái vườn chát coi nha. Con lấy cái cành bấm xuống. Bấm xuống rồi con lẹt hết lóa rồi cái trời nó mới ra lóa rồi. Dạ. Nhưng mà cô làm cái việc đó là cách đây mấy tháng rồi? Từ cái hầu mình bứng gì là bắt đầu như mấy năm á là không có Covid đi là cô mua với hơn mà cô bứng tháng 10. Dạ. Mà bữa nay là mấy bữa nay là nó chột rồi. Tháng chột rồi. Mà năm nay Covid chứ là mình thấy nó chậm chột quá nên thì cô không dám mua một cây mua hết bốn dạ. Cây mới mua. Dạ dạ. Cô hết mới mua chứ không thôi mua gì rồi hoặc mình bố không thấy không có chỗ để. À vậy hả cô? Dạ. Đi mua. Dạ vậy hả? Đi mua chắc. Ừ. Dạ. Bốn chậm quá con ơi. Dạ bán năm chậm. Bốn chậm cô lấy dấu không đủ. Về cô con nghĩ là chưa tới ngày đó cô. Con biết không, mà chưa tới ngày nhưng mà bó quật nhỏ này thì còn có 23-24 cây thì dễ, còn có bó quật to nó mà nếu như con bón tới ngày đó mà con chưa bón là con không biết đi. Dạ dạ đúng rồi con hiểu. Nên dạ. Lớn mình cần phải bón trước. Dạ đúng rồi. Mình cần phải tiêu thụ những cái loại cây cọt quật lớn dạ. Trước hả con? Mà con không bón rã thì đứng lại đó. Dạ đúng con rồi. Cô lái cũng dạ. Đủ giấu mà cô kêu con lái cái giấu ra mà cũng đủ nữa. Dạ về vất vả về hả cô? Dạ. Quanh Nam luôn á. Dạ. Cây này là quanh Nam luôn chứ. Làm quanh Nam mà bán có mùa chứ mấy cô hì? Tới Tết mới bón. Bán có mấy ngày mấy? Có dạ. Lời thì có tới Tết mới kiếm lời, còn nếu như không lời thì cũng không biết hết là lời hay không mà tới cái nhà cuối. Đó. Dạ. Buôn lớn rồi vô họ mua. Thì mình còn kiếm được ít đồng mà nếu như mà không mua không. Mà năm nay có người đi mua mà rất là rẻ. Dạ, họ đi mua rồi nhưng mà họ ép giá phải không cô? Ép giá. Dạ. Thế này thế kia rồi có câu bắt đầu cô phải bón rẻ. Dạ. Nếu như con bón thì qua trong Nam luôn có cây được có cây không. Dạ đúng thì rồi. Thì tết nữa. Đó dạ. Như dứa là cô gần năm núi đó. Cô luồn thẳng tới Nam này thấy không có trái khánh vậy. Dạ. Đó. Dứa là mai qua Nam rồi đó. Ồ vậy là mất tốn công nhiều năm ghê. Qua Nam trăm. Nhưng mà thiệt tế là Nam nay con bón đã lựa thì như mà trúng cô với Nam nay con bón một cây. Nam bả trăm thì cô đi ba lung giống luôn. Dạ dạ. Giống là cô mua đã Nam cả anh đâu. Dạ. Còn cái cây nhỏ này chắc phải chơi giống lúa thì chú cái lụa lớn thì con bốn chú Nam ra, còn lụa nhỏ này là cái gió khốt cũng đỡ, cái này tăng ngon rồi. Dạ. Tăng ngon rồi về mình chứ rồi cây lớn là phần Nam ra rồi bò này cũng Nam ra mà trời bốn cái này mấy đồng nữa. Dạ, như vậy là cây này mình để đây họ tới mua hay là mình phải ra chờ cô? Không. Cô bốn sĩ. Bán sĩ à cô? Dạ. Bán sĩ như cái cây này trả Nam ra hay là bốn ta. Dạ. Cái cũng lên xe bóc gió nó quá lồn cả rồi cuối cùng nó bố dưới đó rồi lụm chạy con. Dạ về hả cô? Dạ để con coi kỹ con quay tổng thể cái cây này nha. Ừ. Con quảng bá giúp cô nếu được nhà buôn hay là các hộ kinh doanh ở Đà Nẵng vô họ mua giúp cô. Họ mua thì dạ. Lấy họ quản trị đồ chỗ mua chứ Đà Nẵng mình mua có lấy Nam này cũng ít lắm. À như vậy là người kinh doanh là phải từ Quảng Trị Quảng Bình luôn hả cô hả? Dạ. Đà Nẵng cũng mua nhưng mà cái gió cũng mềm lắm. Dạ rồi. Rất là mềm. Rồi. Dạ cô như vậy là đây gọi là cây quật là người địa phương mình gọi hả cô hả? À cây quật địa phương mình gọi nhưng mà quất năng ở gọi là cây quất. Quất dạ, quất. Dạ. Cái con lộn này cực lắm con ha. Dạ. Mà này có một cái là trời họ lùn mình lùn. Rồi họ bón mình bón. Dạ. Chứ còn trời mình không lùn mà họ bón thì mình không có bón mình cũng buồn. Dạ đúng rồi. Hơn nữa mình cũng còn chút sức khỏe lùn đây chứ còn giờ Nam qua Nam nữa thì cô cũng nghĩ. Dạ. Đất cũng không có. Thuê đất là không có không đủ tiền. Dạ rồi.
Mà với lại xác định đây cũng là nghề nữa cô Huyền, cho chứ làm gì bây giờ. Mình đã biết lồn mà không lồn cũng ổn. Dạ, dạ. Nhưng mà con đi thuê đất ở đây thì ông anh ông lấy ít. Dạ. Thuê còn xoa xí nữa là nam đã bị 10 triệu đó đây. Mà lồn mình đó có lời gì bảo căng mày. Dạ. Còn ngoài ra lồn thì kiếm được tiền cơ lời. Mà nếu như con kêu không là rầu. Dạ đúng rồi. Còn ông mà boa trang. Đồng bò là hơi trăm mái. Dạ vậy hả cô. Dạ. Mà cô thì cô lộn nhỏ. Cô có người nhỏ cô lộn. Dạ. Nghề này lắm vất vả cô nha. Nhưng mà cô có trông chờ thời tiết nếu mà như mà nắng thì cô sẽ bán chạy được hàng không? Cái này là cô nói với con là thời tiết nó không. Thời tiết chỉ có một cái là trời nén ấm là ra bông. Ra bông là dạ. Khách hoàng trúng. Dạ dạ. Mà còn lỡ nó là mua này nó là mình không trúng mà khách hoàng lỡ nhưng trúng trời là khách hoàng trúng. Dạ dạ. Còn mình từ tới em tỏa đứa đó. Tỏa đứa đó cô ẩn bốn ẩn sao rồi. Mà nhiều người luôn. Mà nếu như con bốn thì dạ. Tiện đạn là cái giống mà cái giống mấy trăm triệu á. Dạ về cô. Có cô lùm 450 mà cháy. Cháy bứng gì nó cháy ngay. Dạ. Cháy 100 hư à. Còn lỡ nó là hơi trăm tốn. Mà hơi trăm tốn nó là hơi trăm chín. Rồi có cái trừ mà nếu như con số tiền này giờ thuốc giờ bơm giờ công giờ món cô ghi hết á là hơi trăm qua chục triệu. Dạ. Đó là công nhỏ cô bảo ngay. Dạ dạ. Công của chú cô cũng bảo luôn. Mà trừ cô bốn đảo đủ hơi trăm qua. Cô bốn còn trăm chín. Dạ. Ồ như vậy thì lộ quá cô. Lộ quá mà dạ. Con không bón thì cái giống mát ở đây rồi mình đây. Dạ. Nên vì con phải lái bớt cái giống ra để quan nam mình còn chi cái khót nữa. Dạ. Rồi coi như thâu nam đi mình trộm thờ là cứ nghĩ là thôi cho lỗ từng dạ. Nam bả chục chi cũng được. Chứ trừ ra con cũng hy vọng rằng cô sợ như vậy nhưng mà cô sẽ không lỗ vì mình vẫn còn một số ngày tới để họ đẩy mạnh cái kinh doanh đó cô ấy. Ví dụ như cái hồi mua bán ngày mai này họ diễn ra này. Đó đó, đây dạ. Đây đây. À ngay ngoài đây gần của gần vườn nhà mình rồi đấy. À không biết cô khi ra mà thâu đất mình từ dọa cỏ rồi khi dạ, đi con đi lùm hết cái rồi trở đi cái rồi lung la hư đồ của họ nó mất công. Dạ. Cô để đây rồi cô tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm mối vào cũng được. Đó, cô này là cô cũng bón hết rồi, trừ còn có mấy chục cây này mất. Dạ. Thì mình có chịu lỗ mà họ mua người cũng lỗ chứ không phải mình. Dạ. Mua người cái rồi mình cũng nghĩ đi sau lục lậu này rồi Covid mình lấy cái giống đồng quý rồi. Dạ dạ. Cô nghĩ đó nay chi thâu năm nay mình cứ cho là lỗ năm 70 triệu đi. Dạ. Nếu mà quan la mà trời đất có cho mình lùm được còn mấy năm thì mình kiếm được ít đồng. Dạ. Con thì cũng hy vọng năm nay vì những cái loài cây khác nó cũng hiếm á cô. À. Thì hy vọng cái làng nghề quật mình cũng nói chung là kiếm được cái vốn. Chứ cũng không nên nổi. Dạ, con nghĩ đó là cô sờ về thôi. Chứ hy vọng. Vì nói chung là năm nay là cái cây này thì đặc trưng của người miền Trung mình thì rất là thích đúng, rồi. Đúng dạ. Đúng rồi, đúng dạ. Nhưng mà cái sức mua cũng sẽ có đó cô. Con nghĩ là vậy. Dạ. Dạ, giá nữa cô Hi. Dạ. Thì họ cũng mua chơi chứ. Dạ dạ. Nay rải mua chơi. Nay sau mình cũng cứ lấy giống nữa đó. Dạ. Có mua rồi quăng na rồi mình mới lùm lửa khót. Đúng rồi, năm nay trông kiếm vốn đúng được rồi. Đúng rồi, năm nay thiên tê mà. Dạ. Còn cào hết chứ đâu hứa mình. Dạ. Ok đó. Con người mình khỏe được rồi con ơi. Dạ dạ. Sức khỏe là trên hết cô. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Tiền bộ con của trời cho. Dạ. Từ năm nay nhất định là vừa chịu lỗ rồi. Dạ về. Ừ. Dạ. Mà cô ơi, để thuyết phục khách hàng con buôn họ mua là mình nói về cái đặc điểm mà thế cây hay là tuổi hay là cái độ dai của trái vậy cô? Thì cô cũng nói là thầy hàng cũng trả ái chứ cô nói đi thiệt tình mà cô mua gì nó quá sức cái giống nó lớn quá đây cô luôn dạ. Cũng có lời trời cô cũng muốn đứa đó dạ. Thì cô này năm nay thì con cũng biết rồi nhưng mà có một cái là thời tiết này rồi lục lậu này rồi Covid mà con mua thì con mua đứa đó mà hầu mua Covid chứ là con cô phải trả tiền cạp lại cho con dạ ồ dạ ép ghê thì ép khó nhưng mà cái để mà họ vào vườn của mình họ mua là họ xem thế hay là xem thêm quật có đẹp không họ mới mua con dạ đúng rồi đẹp ở thế như thế nào cô hề đẹp ở cái thế cây hay là sao hề thế cây là rễ xanh à đây cái lóa xanh lá phải xanh to dạ như đây còn như bó cây như cây này là bỏ ra đâu này à dạ rồi ok con hiểu rồi như vậy là nhìn cái lá mà xanh tươi xanh như đây đây à xanh như đây là trời vô chọn mua lại mấy cây rồi dạ dạ con thấy cây này con thích đó
lá nó rất là sung sức, đó, tươi đó, luôn đó, và rồi. Trái thì to bồng bồng này, nhưng mà hắn vẫn chưa chín lắm cô ơi. Kia chín là tới đó vừa. Dạ, tới ngày Tết là vừa. Thì tới đó nó ít đẹp. Dạ. Quay được thôi, đông đùm đấy, cũng quay được, không có đủ thứ để đó. Dạ. Hay để cho cây thịt này, cây mạng hòn, cây sốt, cây trong nhiều nông dân, cây sốt rồi đó. Dạ. Hôm nay là lên đâu trong ngày chủ tưới hả chú? Ô sớm mai rồi hả? Sớm mai rất là sớm hả? Ồ. Tôi chở được. Hai chở. Nếu như mà mưa thì tưới thì chờ hả chú? Dạ. Mưa là mình nghĩ mưa còn chở đâu. Dạ. Dạ, chà vất vả. Nói chung là như vậy là hồ kinh doanh là phải chăm cả ngày, phải cả ngày ở đây. Dạ. Cái quật này có đặc tính cái là nó dai, cái trái nó dai, không về gì nó rớt phải không chú? Đường bệnh nghe nó ra, còn có bệnh tao uống đúng biết. Dạ. Bởi mình bơi mình giữ bệnh đó. À, giữ không để bị dính bần chú hề. Mà con thấy đúng là chở xe đi ấm ấm lắm hơn cũng không rớt trái ra chú. Không bị bệnh đâu, lá chỉ rớt. Dạ. Bị bệnh cái mới rớt. Cam bán còn hơn cam mình nữa. Dạ đúng rồi. Cứ cam là hơn bên lòng. Dạ thì thuốc men phân trò với lại nói chung là canxi nữa nãy kia cứ lồng lộn hết. Dạ. Cây này 4 năm rồi đó con này. Dạ 4 năm luôn, cây này là cây 4 năm. Đó nè, dạ. Nó chạy qua được ít trước cái rộng vòng lúa đó. Dạ. Rồi trời ơi, mua là nếu như mà có mua bón lũa lựa kiếm. Đúng như vậy cũng khó bán cô hề. Không mấy đồng bộ. Dạ. Nhưng mà biết bao nhiêu vốn ở đây rồi, bao nhiêu? Dạ. 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 Nói chung là tốt là bị thiệt vừa hết. Thì thôi hết. Trong khi cả hết toàn bộ nguồn vốn của mình là ở đây hết rồi đó cô ấy. Đúng rồi. Dạ. Đây con tôi bỏ ra mấy trăm triệu ở dưới đây đó. Dạ dạ. Vất vả quá. Ừ, cầm là hơi cam qua 10 triệu đó còn. Trăm triệu. Trong người là bỏ hết. Không dạ. Kêu. Rồi. Mà làm cả năm chứ đâu phải có một đợt đâu cô Hiền. Làm cả năm trời. Đó nè. Cứ nửa tháng là có xong lần. Dạ. Cứ đầu bắt đầu là tới định kỳ hết là nửa tháng bỏ xong lần. Ngày chăm bón hơi lần. Dạ. Bắt đầu ra hoa ra đùa, bắt đầu không tỉa cành, không tỉa đó, đó. Dạ. Vất vả quá cô Hi. Đúng là làm cái nghề đi thiệt tình. Mà cái này là năm húa đây là mấy năm con cô lùm được 6 cam. Dạ. Năm nay cô thấy cực quá, cô lùm bóng ra mấy. Dạ. Mấy cái đều phải cháy. Là chắc năm quang nam cô lùm dữ lắm, 100, 150 mấy. Dạ. Như vậy là mình chỉ bán xỉ thôi chứ không bán lẻ cô Hi. Bán xỉ. Tết mua lãi thì mình bố. Dạ. Mà chú thì ổng đi mưa năng nát, hù cũng đa hù à. Dạ. Còn cô kêu thâu quang nam cô cũng nghĩ bán.
nghe. Dạ cảm ơn cô. Dạ dạ. Vâng, xin chào, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video cùng chúng tôi. Quý vị chưa like nhớ like, chưa đăng ký nhớ đăng ký để ủng hộ kênh nha. Chúc quý vị một mùa xuân ấm áp, mua may bán đắt. Xin chào và hẹn gặp lại.